Trân trọng kính chào quý tôn tớ của Chúa và toàn thể con cái của Chúa. Và giờ này chúng ta sẽ học lời của Đức Chúa Trời. Quý vị sẵn sàng học lời Đức Chúa Trời chưa? Amen. 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 À, chúng ta học lời của Đức Chúa Trời. Hôm nay là ngày lễ tạ ơn, cho nên tôi cũng lấy đề tài là cảm tạ Đức Chúa Trời hay là cảm tạ Thượng Đế. Và chúng ta sẽ lấy một câu kinh thánh ở trong sách Roma đoạn 6 câu 23. Xin chúng ta lật Roma đoạn 6 câu 23. Câu kinh thánh này là đa số mọi người chúng ta đều thuộc. Nhưng mà trong cái bản mà của mục sư Đặng Ngọc Báo á, thì nó có thay đổi một vài từ. Ở trong cái bản mà thông thường chúng ta đọc á, trong cái bản truyền thống của Tin Lành á, thì chúng ta đọc là vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Còn cái bản này thì nó cũng có khác một vài từ thôi, nhưng mà cái nội dung thì nó vẫn giống nhau. Ở trong sách của mục sư Đặng Ngọc Báo thì trang 214 Cựu Ước, trang 214. Trong sách Cựu Ước trang 214 ở sách sau á, phần sau của Kinh Thánh, phần thứ nhất là Cựu Ước, phần thứ hai là Tân Ước, Tân Ước. Chúng ta lật ở Tân Ước trang 214 bên phần Cựu Ước, phần Tân Ước 214. Hay là chúng ta thôi, bây giờ chúng ta có quyển kinh thánh này, chúng ta đọc quyển kinh thánh này cho nó quen những cái từ ngữ mới ha. Xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta sẽ đọc kinh thánh Roma đoạn 6 câu 23, Tân Ước trang 214. Trang 214 là cái câu cuối cùng của đoạn 6 đó. Xin chúng ta cùng đọc. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Chúng ta đọc lại một lần nữa nè. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Giêsu Christ chúng ta. Xin hội thánh cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện trước khi chúng ta học lời của Chúa. Lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời cao cả của chúng con, và giờ phút này chúng con đang học lời Ngài. Chúng con cần Ngài, cần Thánh Linh của Ngài hiện diện ở trong chúng con để ban cho chúng con sự khôn ngoan, thông sáng, và chúng con tiếp thu những điều mà chúng con sẽ học được. Xin Chúa cũng cho chúng con chính mình con sự khôn ngoan thông sáng để có thể chia sẻ lời Chúa một cách ngọt ngào, hầu cho dân sự của Chúa ngay tại đây nghe hiểu và đồng thời làm theo lời của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, trân trọng kính mời hội thánh an toàn. Dạ. Dạ thưa quý vị, bây giờ là mùa gì đây? Lễ tạ ơn. Nhưng mà nó thuộc về mùa gì chứ? Mùa thu. Thế thì cái mùa thu, cái mùa này nó thuộc về cái tháng cuối cùng phải không? Để bước qua, chuẩn bị mà bước qua mùa đông. Thì chúng ta biết mùa thu thì lá vàng rơi. Và mùa thu nhắc nhở chúng ta đến một cái ngày lễ kỷ niệm. Và thưa quý vị, lễ kỷ niệm đó là gì? Lễ tạ ơn Chúa. Và trong cái kỳ lễ kỷ niệm này đó, thì tất cả mọi thành viên trong gia đình của chúng ta có thể ở xa, họ trở về với gia đình của chúng ta để làm gì? Sum họp gia đình một cách thật là vui vẻ, ấm cúng. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái mùa này á, thì có một con vật nó ghét vô cùng, nó không thích mùa này. Quý vị biết con vật nào không? Dạ bay. Hả?
con gà gì? Gà Tây. Tại sao vậy? Biết nó ăn thịt. Bởi vì con gà Tây á, đến cái mùa này á là vài trăm ngàn con gà Tây đã làm cái thức ăn ngon lành cho những con người. Vì vậy cho nên con gà Tây nó thích cái mùa này. Nhưng mà con người của chúng ta, tất cả mọi người của chúng ta đều là thích cái mùa lễ cảm tạ này. Như vậy cảm tạ có phải là cái lễ của con gà Tây không quý vị? Không. À? Nhưng mà nó như thế nào? Con người biết ơn Chúa. Chúng ta nghĩ đến vào cái ngày 9, vào cái ngày 6 tháng 9 năm 1620. 1620 bây giờ đến bây giờ thì khoảng chừng mấy trăm năm quý vị? Trên 300 năm phải không? À, 1620 bây giờ là 2000 mấy rồi, trên 300 năm. Thì trong cái ngày đó một số người Anh đã lìa khỏi nước Anh, đi trên một chiến tàu từ Anh qua đến đất Mỹ này, và lúc đó gọi là tân thế giới đó. À, thế thì họ đã đến trên đất Mỹ này trong cái mùa đông đông giá lạnh. Rồi sau đó thì phải họ ở trên cái đất Mỹ này, họ không có nhiều thức ăn, nhưng mà được Đức Chúa Trời hỗ trợ cho, và đồng thời cũng người dân da đỏ ngay tại khu vực này đã giúp đỡ cho họ canh tác, và họ đã sống từ đó cho đến ngày hôm nay. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã chăm sóc cho những con người Anh đó, và ngày hôm nay trở thành người Mỹ ở trên đất Mỹ, và họ đã sống một cuộc sống thật là tốt đẹp trước nhiều dân tộc, và đồng thời họ cũng đã tạo ra những cái công việc ích lợi cho nhà của Đức Chúa Trời. Bởi vì khi người Mỹ mà tới đây đó thì cái đời sống của họ nó khác biệt với tất cả các dân tộc khác trên thế giới. Họ dựa vào cái gì? Họ dựa vào Kinh Thánh để mà họ sống. Và trong cái thời gian đó họ đã gây ảnh hưởng thật là tốt đẹp cho mọi dân tộc ở trên thế giới. Và ngày hôm nay thì nước Mỹ vẫn là một nước gây nhiều ảnh hưởng tốt đẹp nhất cho các dân tộc trên thế giới. Và buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi qua 4 vấn đề. Thế thì vấn đề thứ nhất là cái gì? Là tinh thần thả ơn Thượng Đế. Điểm thứ nhất là chúng ta học là tinh thần tạ ơn Thượng Đế. Rồi cái điểm thứ hai, có nhiều người là chưa biết Thượng Đế là ai. Chỉ là những người con cái của Chúa thì biết Thượng Đế là ai. Còn cái người chưa tin Chúa thì chưa biết Thượng Đế là ai. Cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu Thượng Đế là ai. Rồi cái vấn đề thứ ba là Thượng Đế ban cái gì? Ban cho tôi và quý ông bà anh chị em một cái sức sống. Và cái điểm thứ tư là Thượng Đế ban cho tôi và quý ông bà anh chị em một cái gì nữa? Một cái sự sống đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó là 4 điểm mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi buổi sáng hôm nay. Thế thì cái điểm thứ nhất mà tôi đề cập ở đây là tinh thần tạ ơn của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng tạ ơn Đức Chúa Trời là một cái công việc tốt đẹp mà tất cả mọi người của chúng ta đều phải làm. Khi nói đến tinh thần tạ ơn thì người Việt Nam của chúng ta cũng nhiều dân tộc khác, thì Việt Nam của chúng ta có những câu ca dao, chẳng hạn như cây có cội, nước thì có nguồn, ăn trái thì sao? Ở nhớ kẻ trồng cây. Và mỗi lần cái mùa lễ cảm tạ đến thì chúng ta cũng suy nghĩ đến những con người mà chúng ta đã giúp đỡ chúng ta
tạo điều kiện cho chúng ta có thể sống và chúng ta có thể tồn tại được. Khi đề cập đến vấn đề vượt biên thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời, bởi vì khi chúng tôi có một đứa con vượt biên qua ở Philippines thì có một gia đình người Mỹ ở bên này đã bảo lãnh cho con tôi. Lúc đó nó mới có 12 tuổi à, rời khỏi gia đình, rồi khi mà ở bên trại Philippines là cũng như là cô đơn. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, ông bà này là con cái của Đức Chúa Trời, là Cơ Đốc nhân, và ông bà này đã bảo lãnh đứa con của tôi về trong gia đình đó để mà sinh sống. Mặc dù ông bà này có hai đứa con trai, đứa con gái riêng của mình, nhưng mà vẫn nhận thêm một đứa con nữa là Khánh, là con của tôi hiện nay đang ở Atlanta, tiểu bang Georgia. Cho nên mỗi lần cảm tạ thì chúng tôi lại nhớ ơn đến cái gia công ơn của gia đình này đã giúp đỡ cho con của tôi. Không những giúp đỡ cho con của tôi có một cái nơi nương tựa, nhưng mà đồng thời cũng giúp cho con của tôi học đại học, tốt nghiệp đại học. Amen. Rồi sau đó đã cho con của tôi qua đời. Thế thì đối với gia đình của tôi, cái gia đình này là một ân nhân mà chúng tôi chẳng bao giờ quên. Rồi cái điểm thứ hai mà tôi muốn nói ở đây là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai rồi, hay là Thượng Đế là ai thì chúng ta biết rõ rồi. Nhưng mà những cái người khác họ chưa biết Chúa thì họ biết Đức Chúa Trời là ai. Thế thì đối với họ Đức Chúa Trời là ai? Mặc dù con người của chúng ta sinh sống ở trong trần thế này đó, hồi xưa kia Việt Nam của chúng ta nói đến Thượng Đế hay cái này kia thì họ cũng chẳng biết là như thế nào. Nhưng mà họ biết là thiên sanh nhân, tức là chính Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người của chúng ta, và Đức Chúa Trời đã tạo dựng lên con người. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta biết là Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế là ai? Là Đấng đã tạo dựng nên trời đất. Rồi sau đó là tạo dựng nên gì nữa? Tạo dựng nên tôi và quý ông bà anh chị em. Hay là tạo dựng nên con người của chúng ta, tổ phụ của chúng ta nhiều năm về trước. Và cho đến ngày hôm nay thì Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục bảo vệ đời sống của con người của chúng ta. Bởi vì con người của chúng ta là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta quan sát mọi vật ở xung quanh chúng ta được dựng nên một cách đáng sợ lạ lùng, thì chúng ta thấy cái hình ảnh của một Đức Chúa Trời đã tạo dựng mọi vật ở xung quanh mà con người của chúng ta không thể nào quên được. Tôi thấy Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên mọi vật rất sức tốt đẹp, và ngay cả những con thú rừng Ngài cũng đã tạo dựng nó lên. Rồi Ngài có chăm sóc nó hay không? Thưa quý vị, Đức Chúa Trời vẫn chăm sóc những con vật đó. Nhưng mà rất tiếc con người của chúng ta, Ngài ban cho cái sự khôn ngoan thông sáng trong con người của chúng ta, nhưng mà chúng ta cứ suy nghĩ, ồ, cái con người của tôi là con khỉ, tôi đã nghe là được ông trời tạo dựng nên rồi con khỉ, rồi từ con khỉ nó biến dạng từ từ cho đến ngày hôm nay tôi trở thành một con người. Quý vị có thích vậy không? Nói với quý vị, cái mặt đó là mặt khỉ. Thì quý vị nghĩ sao? Ông đã nói tầm bậy. Mặt tôi như mặt khỉ. Nhưng mà các nhà khoa học cũng nói là, như Đạt Quy nó nói là tôi là con khỉ nó biến dạng. Rồi sau khi người đi nghiên cứu thì thấy rằng có nhiều ông đã lừa dối, lấy những cái hình của con người, rồi xong cái là bỏ vô trong những cái chỗ nào đó, rồi tới đào lên đó, đây là con hình của con khỉ đã biến thành con người. Thưa quý vị,
nếu mà con người của chúng ta biến thành con khỉ á, à, xưa kia là con khỉ, thì ngày hôm nay mấy cái đảo khỉ đó không còn khỉ nữa, mà ra ngoài đó thấy người không, phải không? Nhưng mà thật ra bây giờ thì chúng ta thấy rằng ở ngoài đó khỉ vẫn là khỉ thôi, à, chứ không có con người nào ở đó hết. Rồi cái điểm thứ ba mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người của chúng ta, thì Ngài ban cho con người chúng ta có một cái sức sống. Ở Việt Nam của ta, ở thôn quê thì họ nói là trời sinh thì trời dưỡng, trăm sự cũng nhờ trời. Có phải không? Trời sinh là trời dưỡng, trăm sự con người của chúng ta nhiều nhờ trời. Vậy thì trên đời sống của con người của chúng ta phải sao? Phải biết cảm tạ ông trời, ngợi khen ông trời. Khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh á, thì chúng ta thấy ông David, ông Daniel mỗi ngày như vậy đã, ông cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời mấy lần? 4 lần, 7 lần. Nhưng mà ngày hôm nay khoa học tiến bộ rồi á, thì họ nói rằng cái con người của chúng ta mỗi ngày chúng ta hít cái không khí vào, rồi sau đó thở ra, có phải một lần không? Lại hít không khí vào, rồi thở ra, hít không khí vào, thở ra. Quý vị biết bao nhiêu lần không? 26.000 lần. Mỗi ngày chúng ta hít thở không khí là 26.000 lần. Cho nên chúng ta phải cảm tạ Đức Chúa Trời bao nhiêu lần? Nhiều lần. 26.000 một ngày thì mới được. Thưa quý vị, ở bên Mỹ này á, thì có những cái miền nó có cây thông, chẳng hạn như Atlanta đó. Và cái mùa mà nó là thông nó ra bông á, thì cái bông nó vàng. Mình thấy nó động trên cái xe hơi á, ngủ đêm đến sáng cái sáng ra nhìn ra trên xe hơi á, toàn là bông vàng không à. Mà cái bông vàng đó là một cái bông nó làm cho cái mũi chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta thở không được. Nếu mà đứng gần mấy chỗ đó, những người ở lâu á, bên Atlanta đó, họ nói là ô, đứng gần chỗ đó nghe là trong vòng 5 phút tôi thở không được, tôi nghẹt mũi, tôi khó chịu lắm. Thưa quý vị, chỉ 5 phút thôi nghẹt mũi cảm thấy khó chịu thì chịu đựng không được. Nhưng mà chúng ta cần phải thở bao nhiêu lần? 26.000. Vì vậy trên đời sống của con người chúng ta thì chúng ta cũng phải cảm tạ Chúa bao nhiêu lần? 26.000 lần mới đủ. Mà một ngày thôi, một ngày phải 26.000 lần. Rồi ngày hôm nay chúng ta nói rằng ô, tôi ăn cơm trời, tôi uống nước trời, rồi tôi làm gì? Hít thở không khí của trời. Có tốn tiền không quý vị? Không có tốn tiền. Cho nên mỗi ngày chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời 26.000 lần cũng chưa đủ trả cái công ơn của Ngài, trả thức ăn của Ngài, trả nước uống và cái không khí mà chúng ta hít vào. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng trên TV có cái chương trình gọi là Discovery, tức là khám phá. Thế thì chúng ta thấy rằng những cái con gấu, gấu trắng, gấu đen, gấu xám đó, mùa thu xong rồi đến mùa đông. Và thưa quý vị, mùa đông mấy con gấu này nó làm gì quý vị? Nó ngủ. Đúng vậy. Nó ngủ mấy tháng? Hả? Suốt mùa đông là cũng khoảng 3 tháng nữa. Thưa quý vị, nó có dạng không? Không. Trong mùa nó ngủ, nó không ăn gì hết đó. Nhưng mà cảm tạ Đức Chúa Trời trong cái mùa thu đó, thì chúng ta thấy những con cá. Con cá gì quý vị bị nhớ không? Cá hồi. Thế thì những con hồi, cá hồi này ở đâu? Nó ngồi biển. Bụng thì mang trứng.
nó trở về quê hương xứ sở mà cái chỗ mà nó được sanh ra đó, rồi nó làm sao? Nó đẻ ra. Mà nếu mà chúng ta nghiên cứu coi, hỏi là con cá hồi đó nó từ ở chỗ đó, nó từ một cái trứng rồi nó lớn lên, à 3 năm sau thì nó mới đi ra ngoài biển. Rồi ra ngoài biển nó bơi, nó lội, hít thở không khí ngoài đó. Mấy năm sau nó mới trở về nữa. 5 năm nữa mới trở về. Như vậy thì chúng ta thấy là cái thời gian mà nó ở ngay ở chỗ mà nó đẻ cho đến lúc mà nó trở về cái chỗ cũ đó mất hết 8 năm. 8 năm quý vị. Quý vị nghiên cứu lại. Thế thì chúng ta thấy là mất 8 năm để làm công việc đó. Và thưa quý vị, ra đi chỉ là một cái chiếc trứng thôi. Nhưng mà tại sao nó nhớ được vậy? Đó là một cái sự kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng đến. Và khi nó về á, có dễ dàng không quý vị? Ồ, khó lắm à. Nó phải là leo dốc. Con người của chúng ta mà leo lên dốc á là cảm thấy cũng mỏi mệt rồi. Bây giờ những con cá nó đi ngược dòng nó làm sao? Nó từ dưới nước nó bơi, nó nhảy lên. Mình coi trên TV rồi mình thấy. Mà thế thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị những thức ăn cho các con sói trắng, sói đen, sói nâu. Và chúng ta thấy khi một con cá tự nhiên là nó bay lên cái là ở trên này con sói đó chụp. Con gấu trắng, gấu đen, gấu xám thì nó chụp nó. Mà thưa quý vị, trong cái mùa thu thì mấy con gấu nó cũng đói lắm. Rồi nó ăn cái là sao bỗng nhiên cái nó phệ ra. Mình thấy là nó đi cột. Và lúc đó bây giờ nó no đủ. Và bắt đầu qua mùa đông thì nó sao? Vô nó nằm nó ngủ. Ngủ trong 3 tháng như vậy. Đến hết mùa đông rồi bắt đầu cái thân thể gầy mòn của nó lại bước ra ngoài. Đi, mình thấy là đi rồi, tội nghiệp lắm, ốm tông ốm teo. Rồi sau đó nó vẫn tiếp tục sống. Thế thì ngày hôm nay là các nhà khoa học thì họ nói rằng mấy bà một tuần lễ như vậy nên ăn thịt cá. Mà cá đó là cái gì? Cá hồi. Tuần ăn mấy lần? Không nhiều, 2 lần thôi. Mà 3 lần, 4 lần cũng tốt. Nó có hay cái á, cái thân thể, chẳng hạn như cái cô ngồi dưới cừng á, mà thấy cái thân thể đó là một cái thân thể đẹp. Thế thì ăn cá hồi vô, rồi có mập có phệ ra không? Không. Nó là một cái đời là kỳ dạ. Mà nó giúp cho cái thân thể của chúng ta tránh lão hóa. Tránh lão hóa. Dạ vâng. Thế thì bây giờ người Nhật á, thì chúng ta thấy là ăn cá sushi không? Ngày hôm nay người Nhật là một trong những người sống lâu nhất trên thế giới. Người Nhật sống lâu hơn nhất trên thế giới. Họ là sống đến 115 tuổi. Cái tuổi thọ của họ sống 115. Ở Việt Nam của mình thì bây giờ mới có khoảng chừng 80-90. Nhưng người Nhật thì sống được 115 tuổi. Cái tuổi thọ của họ là như vậy. Thế thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài đã chuẩn bị sẵn tất cho tất cả mọi vật. Và ngay đến nỗi những cái con vật mà Đức Chúa Trời cũng chăm sóc nó nữa. Ở trong Thi Thiên 104 câu số 27 và 28 thì lời Chúa nói như thế nào? Hết thảy loài vật này trông đợi Chúa. Hết thảy loài vật này là sao? Trông đợi Chúa, hầu cho Chúa ban ra để ăn. Chúa ban cho chúng nó nhận lấy. Cái giờ mà Chúa ban cho thì nó có khương từ không? Không, đúng lúc lắm thì nó đưa tay ra mà chúng nó nhận lấy để mà được nó đấy. Rồi câu 29 nó nói gì?
Chúa giấu mặt, chúng nó cảm thấy bối rối. Chúa giấu mặt thì những con vật này cảm thấy bối rối. Mà đối với con người của chúng ta thì sao? Cũng y hệt thế đó. Nếu Chúa giấu mặt thì con người của chúng ta sẽ bối rối. Và Chúa lấy hơi thở thì đó sao? Chết. Không còn thở nữa thì đó sẽ chết thôi. Vì vậy Đức Chúa Trời đã chăm lo tất cả những sinh vật sống trên mặt đất này, không những con người của chúng ta mà ngay cả những con vật nhỏ nhất Đức Chúa Trời vẫn quan tâm. Và cái điểm thứ tư là con người của chúng ta. Thế thì con người của chúng ta, Đức Chúa Trời đã ban cho con người của chúng ta cái gì đặc biệt? Chúng ta có một thân thể. Và trong thân thể con người của chúng ta có một cái loại đặc biệt, nó không chết, đó là linh hồn. Và cái linh hồn đó là bất tử. Vì Đức Chúa Trời đã làm gì? Hà sinh khí của Ngài và lỗ mũi. Khi mà tạo dựng Adam và Eva đó, tạo dựng Adam thì Ngài đã hà sinh khí vào lỗ mũi. Và cái hơi thở của Đức Chúa Trời đó chính là cái linh của Đức Chúa Trời ban cho con người của chúng ta. Và cái linh đó có chết không? Không chết. Con người của chúng ta thì chết, nhưng mà cái linh đó là không, không chết, vẫn sống đời đời ở trên thế gian này. Vì vậy cái con người của chúng ta giá trị và quý giá nhất đó là linh hồn của con người của chúng ta. Vì con người của chúng ta thì trong Thi Thiên đoạn 3 câu 23 thì nói gì? Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 3 câu 23. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mà phạm tội rồi thì đi đâu quý vị? À, chúng ta biết chắc là sẽ đi xuống đó đó. Nhưng mà cái đấng ông ở trên này nè, ông ban cho chúng ta. Ở trong Roma đoạn 6 câu 23 thì là nói Chúa nói gì? Cái kia là 3 câu 23. Còn này 6 câu 23 thì nói gì? Tiền công của tội lỗi là sẽ chết. Nhưng mà sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Ở trong Nguyễn Kích Thánh nãy thì ghi là tặng phẩm. Là cái sự ban cho của Đức Chúa Trời cho tôi và quý vị, để rồi chúng ta có thể có sự sống đời đời trong nước của Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta thấy một câu kinh thánh ở trong Giăng Nhất đoạn 4 câu 8 thì nói gì? Nói đến sự yêu thương. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời. Mà Đức Chúa Trời là gì? Là tình yêu thương. Và bởi vì Ngài quá yêu thương tôi và quý ông bà chị em, cho nên Ngài từ ở trên thiên đàng xuống trần gian này ở với chúng ta. Ngài là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài và chúng ta yêu Ngài nhiều hơn. Và Kinh Thánh cũng xác định rõ ràng, hãy chúng ta vui lòng mở lòng ra tiếp nhận Ngài thì chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta tiếp nhận thay một cái câu chuyện rất hết sức là đơn giản mà chúng ta đang giỡn với Ngài á, thì một cái tai họa chắc chắn sẽ xảy đến trên cuộc đời của chúng ta. Đơn giản thôi, mở lòng tin mời Chúa Giêsu thì bây giờ tôi sẽ trở thành con trai con gái của Ngài. Mà con trai con gái của Ngài sẽ ở đâu? Rồi cũng ở Chúa. Chúa ở đâu tôi ở đó. Ngày hôm nay quý ông bà có con của quý ông bà ở đâu? Ở trong căn nhà rách nát. Nếu cha mẹ ở trong căn nhà rách nát, nhưng mà bây giờ tôi là nghĩa là triệu phú nè, tôi có một cái biệt thự đẹp lắm á, vậy thì con gái tôi ở đâu? Nó cũng ở trong cái căn biệt thự đó, phải không? Mà Chúa của chúng ta ở đâu? Chúa của chúng ta ở trong thiên đàng vinh hiển. Cho nên cái cuộc sống của mỗi người của chúng ta
cũng sẽ ở với Ngài trong thiên đàng vinh hiển. Và để kết thúc thì tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện này có lẽ quý vị cũng đã biết rồi. Hồi trước ở San Jose, ở đó nó có một cái mỏ vàng. Nhưng mà trong lúc các công nhân làm việc ở đó thì cái mỏ vàng này đã sụp. Nó đã chôn vùi 33 công nhân ở chỗ mỏ vàng đó. À, quý vị còn nhớ không? Thế thì chôn vùi ở đó được mấy ngày? Lâu lắm á. Trong báo chí thì nói là còn khoảng 70 ngày. Nhưng mà không biết là họ cũng được may mắn là cái chỗ của họ còn có không khí để thở. Và họ đã sống dưới bóng tối 70 ngày. Thưa quý vị, cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy là một khía cạnh của địa ngục. Và khi chúng ta nằm trong cái khía cạnh của địa ngục đó, chúng ta có cảm thấy vui không? Vui chứ, bởi vì chỗ đó là vàng nhiều lắm. Vàng nhiều lắm nên tôi vui chứ. Có thứ nào đâu, tôi ở dưới đó tôi vui lắm. Không ngủ được, không ăn được, vàng không ăn được. Lo lắng, ngủ không được, ăn cũng không được. Lo lắng lắm. Nhưng mà cái xe từ ở trên nó thông cái ống cống của xe, thông xuống cái ống ở dưới đó. Thì cái xe đó nó bắt đầu mở cửa ra. Ồ thì người dưới đó vui mừng lắm. Vui mừng chạy rồi để bước vào trong cái xe đó à, trong cái thùng xe để làm gì? Để thoát ra khỏi cái bóng tối đó. À, sau khi lên trên này thì nghĩa là chúng ta thấy ra ai vui mừng? Trước hết là những công nhân ở trên này thấy là vui mừng không? Ồ vui mừng bởi vì có thể gặp được những người bạn cũ của mình. Rồi ai vui mừng nữa? Gia đình vui mừng. Rồi ai vui mừng nữa? Luôn cả cái là cái tiểu bang nó vui mừng, mà luôn cả đất Mỹ cũng vui mừng. Vì vậy cho nên ngày hôm nay Chúa đã tìm đến tôi và quý ông bà anh chị em. Ngài sẵn sàng mở cánh cửa rộng để tiếp nhận chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Đức Chúa Trời ở cùng tôi và quý ông bà anh chị em. Để rồi mỗi người của chúng ta sẽ được ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời khi Ngài tái lâm, đem chúng ta là những con người tin nhận Ngài trở về quê hương xứ sở mà Ngài đã dành sẵn cho chúng ta. Xin chúc cho tất cả anh bà anh chị em ở đây, mọi người chúng ta sẽ gặp nhau ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Trân trọng kính chào toàn thể hội thánh.